quý khách hàng, quý bà con. Trước tiên, đại diện phía công ty trách nhiệm hữu hạn dây sợi rồng Á Châu, Lê Thành xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý khách hàng, quý bà con trong thời gian qua. Với hơn 12 năm nghiên cứu và phát triển dây sợi cho ngành nông nghiệp và công nghiệp đóng gói nói chung, rồng Á Châu đã thành công và đứng trong top 1 của ngành với sự đánh giá cao của thị trường lớn như Mỹ, Úc, New Zealand, Brazil và Canada. Chúng tôi rất vinh dự được mang sản phẩm của mình về phục vụ trong nước, được mang đến cho người sử dụng sợi đúng tiêu chuẩn ngành, đúng kích cỡ đóng gói, đúng số mét công bố như dây sợi trồng chuối, sợi trồng cây trong nhà kính, sợi bò rơm, dây cho ngành hàng hải. Nhằm hợp tác bền lâu, thắt chặt mối quan hệ với khách hàng và tăng sản lượng, doanh số bán hàng, chúng tôi trân trọng thông báo đến quý khách hàng, quý bà con về thay đổi mới sợi dây trồng chuối như sau. Về màu sắc, từ màu trắng chuyển sang màu xanh Queen, mạnh mẽ hơn, thân thiện hơn với môi trường. Về đóng gói cũ, một cuộn bằng 2.000 mét. Về đóng gói mới, một cuộn 4 ký, 2.100 mét. Điều đấy có nghĩa là 1 ký bằng 525 mét. Chúng tôi xin tặng quý khách hàng, quý bà con thêm 5% so với đóng gói và giữ nguyên giá. Một lần nữa cảm ơn quý khách hàng, quý bà con vì sự hợp tác tốt đẹp thời gian qua và thời gian tới. Kính chúc sức khỏe quý khách hàng, quý bà con.